101 câu chuyện. Hello, xin chào các bạn nha. Hôm nay chúng ta sẽ cùng chơi bộ sticker trong suốt rất là lạ luôn. Thông thường thì cái sticker nó sẽ có kiểu như là cái mềm trắng hoặc là này kia, nhưng mà cái mềm này hả, nó trong suốt bằng ni lông, rất là đặc biệt luôn nha. Đây, để chị khui ra. Đây. Wow, đó các bạn thấy chưa? Đây các bạn xem đi, đó, rất là nhiều tấm luôn nha. Nào là tóc vàng nè, rồi tóc nâu nè, tóc đỏ hồng nè, tím, wow, cái này hai bạn luôn nha. Rồi đến là bạn có tóc củ tỏi nè, rồi bạn này nữa. Và ở đây chị có chuẩn bị là hai tờ giấy trắng. Và bây giờ thì chị sẽ bắt đầu lột mấy bạn này ra nha. Đó, mấy người bạn búp bê này, không phải là ni lông nữa, mà không phải là búp bê giấy nữa nha, mà là búp bê ni lông. Đây, bạn búp bê ni lông đầu tiên. Chị sẽ để ở đây đi nha. Tóc màu vàng. Tiếp theo, là bạn tóc màu hường. Wow, nha, đội này là đội tóc dài nha các bạn. Sau đó thì sẽ đến là bạn tóc đỏ cột hai chùm có nơ, nhìn nó rất là đẹp luôn. Cuối cùng là bạn này tóc dài nhưng mà cột cao lên như thế này. Đó. Và đây là bốn búp bê ni lông tóc dài. Sau đó thì tới bạn này nè, đó, không biết là tóc ngắn hay tóc dài, nhưng mà cột lên thì nó ngắn hơn là mấy cái bạn kia nha. Ôi trời ơi, hay à, hay à, đó, rất là dễ tháo luôn nè các bạn. Như thế này, đó, tóc lọn, đó, như thế này. Tiếp theo thì là bạn này nha, cũng bới tóc củ tỏi hai bên nè. Rồi bạn tóc tím, nổi bật luôn, đó, như thế này. Và bạn này đúng là tóc ngắn luôn nè các bạn. Đó, bạn này đúng tóc ngắn luôn nha. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng thi coi là tóc ngắn, tóc dài thì ai đẹp hơn nha. Ôi trời, và vô tình các bạn xem nè, các bạn tóc dài á thì mặc áo chấm bi, còn các bạn ngắn á thì sẽ mặc áo nơ. Và đây là trang phục ni lông này nha, của bạn tóc vàng. Bây giờ ha, chúng ta sẽ dán vô. Đây là cặp mắt nè các bạn xem nè, nó ni lông cho nên là mình dán vô nó không có che tóc đồ này nọ nha. Đây, rất là đẹp luôn. Các bạn xem chị dán một lần thôi ha, coi còn có đẹp không nha. Rất là xinh. Bộ đồ rất là đẹp luôn. Đó, mang đôi hài. Wow, rất là xinh. Và bạn này còn có cái vương miện công chúa nữa. Wow, và trời ơi, đeo đôi bông gì mà hoành tráng dữ vậy ta ơi. Đó, đôi bông nè. Tiếp theo thì là tới khi công chúa mùa đông nha. Đây là công chúa mùa đông thì các bạn sẽ đội một cái nón lên cho ấm nè. Và công chúa sẽ mang đôi giày. Đó, công chúa tóc dài mùa xuân, còn này là mùa đông. Mùa đông đổi qua mắt lạnh luôn. Như thế này. Đó. Wow. Và cũng có đeo đôi bông luôn nha. Mặc một chiếc áo mùa đông rất là ấm áp nha. Tông xịt tông chung màu với lại cái tóc luôn các bạn. Đây, các bạn thấy không? Rất là ấm cúng. Wow, còn đây nè, bộ đồ này các bạn xem nè ha, cũng rất là đẹp luôn nha. Có bèo, có nơ, có đính ngọc, là viên hồng ngọc đâu nè, mắt hồng, và có một bạn thỏ nữa. Rất giống này ha, là công chúa Lolita. Wow, đẹp quá đẹp nha. Công chúa Lolita thì sẽ mặc một váy như thế này. Tóc thì dài nè, cột hai chùm nè, nhìn dễ thương không? Cặp mắt màu hồng luôn. À, mắt to tròn, quá đáng yêu. Đeo cái đôi bông màu hồng ngọc nè, giống như là cái dây ngọc vậy đó, thấy không? Wow. Và dĩ nhiên bạn ấy sẽ chơi với một bé thỏ. Để dưới chân đi nha. Ok. Tên tiếp theo là một bộ đồ ni lông màu xanh có nơ mắt vàng, đó, rất là đẹp luôn, rất phù hợp với cô công chúa tóc dài mà cột cao như thế này nha. Đó, trời ơi, cái đôi giày sao nhỏ vậy. Ây da, thì ra là có người lớn người nhỏ, giày lớn giày nhỏ nữa ha các bạn. Đó, mặc bộ màu xanh này ha, rất là đẹp. Và ở đây thì chị nghĩ rằng trời ơi, mình sẽ để cái nơ như thế nào đây, để cái nơ như thế này nha các bạn. Rồi, cái nơ mình sẽ để như thế này. Và đây là con mắt nè. Đó. Ok. Tên tên em. Và đây đó, bốn này công chúa tóc dài. Chúng ta đã thay trang phục xong hết rồi. Các bạn thấy ai dễ thương nhất? Còn bây giờ thì chúng ta sẽ thay đổi cho bốn này tóc ngắn. Và đầu tiên sẽ là bộ váy trắng mà viền tím nè, rất là dễ thương, phù hợp với lại các bạn này nha. Đây, mình sẽ dán mắt vô trước đi. Đó.
thương ha. Sau đó thì chị sẽ đổi cái nón xéo như thế này. Wow, nó dày vô, nó dày vô. Nó được dày cũng khá là đơn giản nha các bạn. Quá đáng yêu. Trời ơi, cái bộ váy này nó cũng giống như là của Lolita nha. Tóc ngắn cũng rất là xinh xắn. Ngoài ra thì còn có đôi bông tai đơn giản nữa nè. Này, nghĩ sao? Và tiếp theo là bộ đồ sô-cô-la. Ây da, đây là một nàng công chúa sô-cô-la. Các bạn xem cái mũ này rất là sang trọng, quý tộc luôn. Rồi cặp mắt nó cũng màu sô-cô-la nha. Các bạn xem nè, quá xinh ha. Đôi giày sô-cô-la và một bộ váy sô-cô-la. Ok, các bạn có thích cô công chúa sô-cô-la không? Cô ta sẽ cho các bạn thật nhiều sô-cô-la. Còn đây là bộ đồ của công chúa mèo nha. Này, công chúa mèo tóc xoăn 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 như thế này. Đó, cặp mắt. Chúng ta sẽ dán cặp mắt vô. Rồi, mặc bộ đồ này, nó có cái cây phép thuật. Ok, đó, rất là đẹp luôn. Đôi giày có vớ trắng nha. Như thế này. Và trên tóc thì bạn đó sẽ đính giống như là một cái cài con mèo này nè. Siêu đáng yêu nha. Đôi bông tai. Wow, công chúa mèo các bạn thấy đẹp không? Tiếp theo là bộ đồ thiết kế màu tím đậm các bạn. Biết gì không? Là màu rượu nho đó. Và đây là công chúa rượu nho nha. Wow. Đây. Đôi giày này hình như nó bị lệch với đôi nãy có bạn mang giày rất là to, rất là bị bé đó. Bị nhỏ đó. Và bạn này thì mang nó hơi bị to. Thôi kệ đi nha. Đó. Và đây là công chúa vườn nho. Dễ thương quá. Cô ta chuyên sản xuất rượu nho nha. Như thế này. Đây có cả đôi bông. Ai muốn ăn nho và uống thử rượu nho thì hãy đến với công chúa này. Như vậy là chúng ta đã trang trí xong hết rồi nè. Còn những cái hình nhỏ nhỏ như thế này á thì á, mình không có lấy ra được nha các bạn. Như những bông hoa này nè, đó là không có lấy ra được. Và đây các bạn hãy cùng ngắm lại bốn nàng công chúa tóc ngắn và bốn nàng công chúa tóc dài xem thì đội tóc dài đẹp hơn hay là đội tóc ngắn đẹp hơn. Các bạn thích đội nào nè, tóc dài hay tóc ngắn, bình chọn liền nha. Và trước khi bình chọn thì chúng ta sẽ cùng ngắm lại nè. Đây, công chúa tóc dài Lolita, công chúa tóc dài màu xanh dương, rồi đến là công chúa tóc dài màu vàng, và đến là công chúa tóc dài màu đông, công chúa tóc ngắn, công chúa vườn nho, rồi đến là công chúa mèo, công chúa sô-cô-la và công chúa nho tím. Các bạn thích ai nhất thì comment nhé. Còn video của chị đến đây là kết thúc rồi đó. Thế nên chào tạm biệt, hẹn gặp lại ở video sau. Yêu các bạn rất nhiều. Wow, những bộ đồ và những nàng công chúa ni lông, sticker ni lông rất là đẹp đúng không nè.